Học nghề tóc nữ Hair Designer cùng trường dạy nghề Minh Đan. Học nghề phải chọn nơi đẳng cấp. Dạy nghề phải dạy thật hay. Ra nghề thật giỏi, khởi nghiệp thành công. Học nghề tóc nữ Hair Designer tại trường dạy nghề Minh Đan, Minh Đan Academy. Bạn sẽ trở thành hair stylist đẳng cấp và thành công bậc nhất trong tương lai. Vì Minh Đan Academy cam kết mang lại những giá trị nghề nghiệp chất lượng tốt nhất cho bạn. Đó là bạn sẽ được học tất cả các chuyên ngành về tóc nữ, từ cơ bản đến nâng cao và chuyên nghiệp, ra nghề, mở salon. Đặc biệt còn đào tạo chuyên sâu để các bạn trở thành những master nghề tóc nữ, hair designer. Học đi đôi với hành, cầm tay chỉ việc là điều mà Minh Đan sẽ dạy hàng ngày cho bạn. Bạn sẽ được học lý thuyết song song với thực hành. Lý thuyết, bạn sẽ được ghi chép lại các công thức tỷ lệ pha chế hóa chất để làm đẹp được cho khách hàng với bất kỳ kiểu tóc nào khách hàng muốn, uốn, duỗi, nhuộm. Và chắc chắn bạn sẽ làm được cho khách một mái tóc đẹp nhất, hài lòng nhất với bất cứ tình trạng tóc bị khô sơ hay hư tổn nào. Xin chào các bạn, mình là Huy, hiện tại là một trong những giáo viên dạy bộ môn tóc nữ tại trường dạy nghề Minh Đan. Thì khi các bạn đã biết về cấu trúc và tình trạng của từng sợi tóc và am hiểu về tính năng của từng sản phẩm uốn, duỗi, nhuộm, thì từ đó các bạn có thể chọn ra những sản phẩm phù hợp với từng tình trạng cấu trúc của tóc khách hàng và các bạn có thể làm ra một sản phẩm tóc đẹp và hài lòng khách hàng nhất. Và bây giờ Minh Đan Academy sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật highlight. Thì bước đầu tiên mình sẽ tư vấn khách hàng chọn kỹ thuật highlight và màu nhuộm phù hợp. Bước thứ hai mình sẽ chia phân khu chữ U. Tiếp theo lấy từng mảng tóc mỏng khoảng 0,5cm, dùng lược nhọn bắt từng sợi lai nhỏ xen kẽ với nhau. Tiếp theo mình sẽ bôi bột tẩy cẩn thận lên từng mảng tóc và gấp giấy bạc gọn gàng, tránh tình trạng bột tẩy lem qua những phần tóc khác. Tương tự làm đến hết phân khu chữ U. Sau khoảng thời gian 40 phút kiểm tra nếu tóc đạt level thì tiến hành xả và khử màu bằng dầu gội tím. Bước cuối cùng, tiến hành nhuộm, dùng toner bôi lên khoảng 30 phút, kiểm tra đạt màu thì xả sạch, sấy khô tạo kiểu. Đặc biệt khi học nghề tóc nữ tại trường dạy Minh Đan thì các bạn sẽ được tặng thêm khóa cách design tạo mẫu tóc nam. Thì khi các bạn mở salon thì các bạn có thể vừa làm tóc nam vừa làm tóc nữ. Đồng thời các bạn có thể áp dụng những kỹ thuật cắt tóc ngắn nữ một cách chính xác và chuẩn hơn. Ngoài ra các bạn còn được tặng thêm 2 nghề học khác tùy bạn lựa chọn. Đây là một xu hướng mới trong học nghề. Học một nghề chính được nhiều nghề phụ, giúp các bạn có thể đa dạng hóa dịch vụ và tăng thêm lượng khách hàng cũng như là tăng thêm thu nhập cho salon. Minh Đan Academy sẽ có hệ thống salon lớn và sang trọng để phục vụ cho các bạn học viên học và thực hành trên khách thật hàng ngày. Các bạn sẽ được giáo viên dạy cầm tay chỉ việc, dạy từng động tác một cho đến khi bạn thành thục cắt tóc, tạo mẫu tóc đẹp hay uốn duỗi nhuộm hay bất kỳ kiểu tóc nào các bạn đều có thể làm đẹp như mong muốn của khách hàng. Và đều đặn hàng tuần, bạn sẽ được thực tập thực tế trong những buổi thực tập bên ngoài và rất nhiều mẫu tóc khác nhau của khách. Từ đó tay nghề của bạn sẽ nhanh chóng giỏi và thuần thục nghề. Xin chào các bạn, mình là Quân, là một trong những giáo viên dạy nghề tóc nữ tại trường dạy nghề Minh Đan. Khi các bạn học tóc nữ tại trường dạy nghề Minh Đan, các bạn sẽ học được các kỹ thuật cắt từ cô điếm cho đến hiện đại như ngang, như chiếc lá sơn le, kiểu layer và bóp layer theo chuẩn giáo trình quốc tế Vida Sassoon. Và sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn kỹ thuật cắt layer lỡ mái ngắn. Đầu tiên mình chia tóc ra làm 5 phân khu. Phân khu thứ nhất, nâng tóc lên 15 độ, cắt bầu oval tạo khung. Phân khu thứ hai, khung tầng lớp, nâng tóc lên 90 độ. Lớp phân khu thứ nhất làm chứng, nâng 90 độ, mặt cắt 90 độ, cắt hình khối tròn. Phân khu thái dương, chia xiên về sau, nâng tóc lên 15 độ, mặt cắt 90 độ, cắt hình khối tam giác. Tất cả kéo về một điểm. Phân khu đỉnh, khu chuyển động, nâng tóc lên 180 độ, mặt cắt 135 độ, mặt cắt lõm, cắt hình khối tròn. Section trước, ngắn hơn section sau, 2,5-3cm. Về kỹ thuật tia layer thì kỹ thuật tia thứ nhất là kỹ thuật tia môi tạo độ mềm mại cho tóc. Kỹ thuật tia thứ hai là kỹ thuật tia tạo tép cho tóc layer. Xin chào các bạn, mình Út, một trong những giáo viên tóc nữ trường dạy nghề Minh Đan. Trong lúc học nghề, nhà trường sẽ tài trợ cho bạn 100% hóa chất, thuốc uống duỗi nhuộm tha hồ bạn thực hành trên đầu tóc thật mà không đóng thêm chi phí học năng cao hay chi phí hóa chất nào.
Và sau đây mình giới thiệu đến các bạn một kỹ thuật nhuộm tại trường dạy nghề Minh Đan. Do nền tóc này là hai khúc màu nên mình cần xử lý nền màu trước. Là đầu tiên mình xử lý nền màu là mình cần nâng tông cho sự đều màu, và sau đó mình phủ nền màu lên. Trong quá trình học nhuộm thì các bạn được học đầy đủ tất cả các kỹ thuật nhuộm từ cơ bản đến nâng cao. Kỹ thuật nhuộm từ màu tự nhiên đến màu thời trang hay màu phối, cách tạo ra công thức nhuộm và tỷ lệ màu nhuộm toán học độc quyền tại trường Minh Đan, các kỹ thuật tẩy tóc, nhuộm highlight, nhuộm màu ra, nhuộm ballet cùng các kỹ thuật nhuộm hot trend. Và một ưu điểm nữa đó là nếu các bạn ở xa thì trường có hẳn một tòa ký túc xá cao cấp, chỗ ở an toàn sạch đẹp, hoàn toàn miễn phí để bạn yên tâm học nghề. Ngoài ra, các bạn sẽ được tặng bộ dụng cụ đầy đủ từ kéo cắt, kéo tỉa, máy kẹp, máy sấy, bình xịt, kẹp vịt, lược để các bạn học và thực hành. Đồng thời, các bạn sẽ được tặng áo đồng phục để đứng thực hành trực tiếp tại salon giống như những người thợ tóc chuyên nghiệp. Điều quan trọng là sau mỗi phần học như cắt, uống, duỗi, nhuộm, phục hồi thì cứ mỗi một tháng sẽ có một cuộc thi tay nghề với nhau. Thứ nhất là để xem năng lực học tập của các bạn như thế nào, để từ đó nhà trường và thầy cô sẽ ôn luyện phần yếu của các bạn cho giỏi lên để mau ra nghề giỏi. Thứ hai, đây là sân chơi dành cho các bạn thể hiện ai là hạng nhất, ai là hạng nhì, hạng ba và giải khuyến khích, để từ đó bạn sẽ là niềm tự hào cho bản thân cũng như gia đình của mình và sẽ có phần thưởng giá trị cao xứng đáng dành cho bạn. Nếu bạn đam mê nghề tóc Hair Designer và bạn khao khát thành công trong cuộc sống, nghề tóc Hair Design tại trường dạy nghề Minh Đan, Minh Đan Academy sẽ cùng bạn chiến thắng, mang về vinh quang cho bạn và gia đình. Hẹn gặp lại bạn dưới mái trường Minh Đan, hội những người yêu nghề tóc.